kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình chia sẻ cập nhật hàng nông sản tại vựa chị Nga bán nha quý vị. Ở đây là mình thấy là đậu phộng nè. Có quý anh chị em nào hỏi mua đậu phộng tươi á thì đây nha quý vị. Mình thấy là đậu phộng tươi nè, ở đây có bán đậu phộng tươi quý vị, củ năng, rồi hạt dẻ, ốc chó nè, rồi đậu nành Nhật, rồi hàng trái cây như là xoài keo nè, rồi xoài đeo, xoài Đài Loan cũng có quý vị, rất là nhiều. Rồi có cóc nữa nha quý vị, mận cũng có, thì để mình cập nhật hết nha quý vị. Bây giờ là 1:30 sáng quý vị, 1:30 sáng ở cái vựa chị Nga là đó, cái đầu đường Nguyễn Thị Sóc luôn quý vị. Nhưng mà có cái là cái lề đường đi bên đó, chị bán ngược qua bên đây chút xíu quý vị, đầu đường nó quẹo vô ngay cái bảng hướng dẫn đó quý vị, mà nó ngay đèn nó mờ mờ quá quý vị. Thì trên màn hình quý vị có cái số điện thoại á, có số điện thoại trên màn hình video á quý vị, mua bán gì những cái mặt hàng mà mình sắp review qua đó quý vị, thì cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại có trên màn hình video để gặp chị Nga nha quý vị. Gọi để hỏi mua bán, để trực tiếp mua bán rồi giá cả. Đây là đậu phộng nè quý vị. Wow. Đó. Quý anh chị em nào hỏi đậu phộng tươi để mua đậu phộng tươi về để bán đó. Đây nè quý vị, đậu phộng này nè. Đậu phộng này là 24.000 đồng một ký. Một bịch 10 ký nha quý vị là 240.000. Đó, đậu phộng tươi nha quý vị. Ở đây á, đó. Ở đây người ta bán cho mình một bịch bịch vậy nha quý vị, cứ còn ký ký là tao không có bán. Đó, bịch bịch vậy là 10 ký quý vị, là 240.000 bịch vậy đó. Mình số lượng thì mình mua bao nhiêu cũng có hết trơn. Đó, thông báo đến quý bà con trồng cái đậu phộng không quý vị. Được biết là cái hàng nông sản của mình là bán ra tại chợ với giá đó nha quý vị. Đó, họ vô bịch vậy đó quý vị. Đó là đậu phộng không á. Còn đây nằm trong cái hệ nó vậy đó. Cũng tương đối nó sạch nha quý vị. Sạch, nó già. Còn nguồn gốc đậu đâu thì mình không biết. Ở đây bán hạt dẻ, ốc chó nhiều lắm nha quý vị. Trời, hạt dẻ nhìn thấy ham luôn. Đó, hạt dẻ quý vị. Hạt dẻ này là 48.000 đồng một ký. Nhưng mà ở đây chợ Đầu Mối Hóc Môn xin thưa với quý anh chị em á là cứ mình mua càng nhiều là giá nó càng rẻ đi nha quý vị. Còn cái giá của mình cũng mang tính tham khảo quý vị, tham khảo rồi. Còn bán cái gì á, mua bán như thế nào thì quý vị cứ gọi trực tiếp, hoặc là quý vị đến trực tiếp với dựa nha quý vị. Thì trên đầu video đó mình có hướng dẫn á quý anh chị em đến với cái dựa là đầu đường Nguyễn Thị Sóc nha quý vị, dễ đi lắm, dễ tìm. Đó, hạt dẻ đó ta để vô bịch bịch vậy đó quý vị. Hầu như mình thấy cái bịch nhỏ nhất là 5 ký, 10 ký, ít nhất là 5 ký nha quý vị mới có cái giá 48.000 đồng một ký. Đây là quả ốc chó nè. Đó, quả ốc chó mình cứ kêu hạt ốc chó không quý vị. Cái này là đúng ra đó là quả ốc chó. Cái này là 1 ký, 1 ký quả ốc chó nằm vô cái dạng này nè là 100.000. Đó, giá đây bán ra là vậy nha quý vị. Quả ốc chó 100.000 một ký. Ở đây là có nguyên cái kho cái loại này luôn nha quý vị. Bán cái này là họ có cái kho. Hạt dẻ nè, ốc chó nè, đây là củ năng nha quý vị.
củ năng này đó, mình thấy là tương đối lớn á. Khá lớn. Để bả là củ năng. Ăn củ năng. Củ năng này là 25.000 đồng một ký. Đó, nằm chỗ cái dạng này nha bà con. Ở dưới miền Tây mình nó trồng củ năng là biết được cái giá là ở chợ bán ra quá gì. Tại chợ đầu mối Hóc Môn bán ra củ năng là với giá là 25.000 đồng một ký. Không có 100.000. Còn hạt dẻ là 48.000. Đậu phộng. Đậu phộng 24.000. Đó, đậu phộng được bán thành bình 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 10 kg. Còn củ năng cũng vô bình vậy quý vị. Đó, đây là bình củ năng nè. 50 kg. Ở đây cũng có bán cái này là gọi là đậu nành Nhật đó quý vị. Họ cũng vô bình vậy nè quý vị. Bình cũng 50 kg vậy đó. Đó, nhìn thấy đống đậu không? Cái này mình luộc lên mình ăn thú vị lắm nha. Đậu nành Nhật này là 23.000 đồng một ký. Rồi. Đó, bán ngay mảng cầu sim luôn, tới bên đó luôn quý vị. Mặt tiền này cũng khá rộng, bán rất là nhiều luôn. À, dưa gan. Dưa gan này là dưa gan tròn á, có người kêu bằng dưa bở á quý vị. Xuất xứ từ Tây Ninh nha quý vị. Cái em tròn tròn mà xinh đẹp này là ha, quê quán ở Tây Ninh nha quý vị. 10.000 đồng một ký ở đây bán ra nha quý vị. Giá 10.000 đồng một ký là một bịch như vậy là 10 ký nha quý vị. Là một bịch như vậy là 100.000. Cóc đó quý vị. Cóc ngon ở đây họ cũng có bán nữa. Dưa gan. Táo. Bịch, bịch táo nằm đây quý vị. Nhưng mà đâu có thấy mẹ gì. Đâu có thấy là táo nè. Táo, táo xanh Ninh Thuận nha quý vị. Đó thì mình đọc cái giá cho bà con tham khảo vậy. À, táo xanh Ninh Thuận á, là cái loại mà trái mà lớn nhất á quý vị. Là 29.000 đồng một ký. Nhỏ, loại nhỏ, trái cái size nó nhỏ là 20.000 đồng một ký cũng được bán vô bịch. 10 ký vậy đó quý vị. Cái loại lớn là 290.000 một bịch. Loại nhỏ là 200.000. Đây cái em này là em gây sóc hổm rài nè nha quý vị. Cái loại này là xoài Đài Loan. Bà con trồng xoài Đài Loan là thôi năm nay là giá rớt quá quý vị. Xoài Đài Loan á, một bịch 10 ký vậy nè, 50.000. Có 5.000 một ký xoài Đài Loan tại vừa ở chợ đầu mối bán ra nha quý vị. Ở xoài Đài Loan á, xoài Đài Loan có 5.000. Còn kế bên đó là cóc, cóc non á quý vị, cóc thái, cóc trái nhỏ 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 đó. Cóc đó vậy mà 14.000 đồng một ký đó. Một ký cóc á là nó gần như là bằng 3 cái xoài Đài Loan. Wow. Nếu mình đem lên mình so sánh vậy như vậy nha quý vị. Rồi ở đây là xoài keo. Xoài keo chín hồng hồng đỏ đỏ này nè, là anh này là xoài keo nè. Xoài keo này là 8.000 đồng một ký. Xoài keo nha nha quý vị. Đó quý anh chị em mà mua bán để biết được cái giá tại chợ đầu mối Hóc Môn á. Bây giờ là 1:30 sáng, bây giờ là thuộc về ngày chủ nhật rồi quý vị. Video này á, cả chừng 6:00 7:00 sáng gì á là được công chiếu nha quý vị. Mình về mình làm cái video xong là mình đăng luôn. Cái
xoài này là xoài đeo. Loại xoài này là xoài đeo nha quý vị. Xoài đeo này là 9.000 đồng một ký, cũng được bán ra với là một bịch như vậy đó quý vị. Một bịch vậy là 10 ký là 90.000. Seri đó quý vị. Seri đó 12.000 đồng một ký, một bịch và 120.000 á. Seri đó cái hàng nông sản. Hàng nông sản nó có giá nha nha quý bà con. Quý bà con mình trồng á, cái giá bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn á. Thì bây giờ này mình quay video là 1-2 tiếng đồng hồ sau là mình đăng lên nó giống như là quý anh chị em xem trễ đi một chút xíu vậy thôi. Chứ nó gần gần như nó cũng sát với thực tế. Đây là cốc cày. Ui cái cốc này rất là to. Cái đây này kêu là cốc cày nha quý vị. Họ bán cái túi vậy đó. Một túi này là 20 ký nè. Cốc cày này là 11.000 đồng một ký. Đó cái túi này 20 ký cứ vậy là cân lên, nếu mà 10 ký là 101 mà 20 ký là 220.000 cho một túi như vậy đó. Cái trái cốc này để làm gỏi á quý vị. Cái cốc này nó lớn như lắm lớn. Wow. Nói bằng bắp tay thì hơi quá đáng chứ lớn thiệt á. Khá là lớn, thấy ham luôn. Rồi bà con trồng mận thì mận đây nha quý vị. Mận hồng đào đá nè. Này khu vực Tiền Giang, Vĩnh Long ha, trồng rất là nhiều luôn. Mận hồng đầu đá này là 8.000 đồng một ký. Một bịch như vậy là 10 ký là có 80.000 thôi. Thì cái vừa chị Nga là bán ra vậy nha quý vị. Rồi mận An Phước. Mận hồng đầu đá này mà bên đây mận An Phước. Đó mặt hàng mặn đó. Mận An Phước có hai loại quý vị. Cái loại lớn là 13.000 đồng một ký, một bịch 10 ký là 130.000. Cái loại nhỏ của mận An Phước á có 9.000 thôi quý vị. 9.000 thôi là 10 ký là có 90.000 là có một bịch 10 ký mận An Phước. Đầu đường Nguyễn Thị Sóc ở đó quý vị. Đi lại đây rất là gần luôn. Ở đây có cái món này nha quý vị. Cái món món cà na. Đó. Ôi cà na nha quý vị. Cà na này mình thấy cũng khá lớn, đẹp. Trái cà na, mứt cà na, cà na á quý vị. Đó, bà con nào có cà na thì biết cái giá cà na luôn. Cà na này thấy vậy chứ mà 17.000 đồng một ký đó nha. Em này cũng không thuộc về loại rẻ nha quý vị. 17.000 đồng một ký, một bịch như vậy là 170.000 đó, một bịch 10 ký. Cà na 17.000 đồng một ký. Bên đây là củ sắn quý vị. Củ sắn nè. Củ sắn này là 9.000 một ký. Một bịch 10 ký là 90.000. Đó củ sắn á. Thấy lớn này quý vị. Cái này là lớn như lắm. Rồi ở đây cũng nhỏ nhỏ vừa vừa. Nhưng mà nó đồng giá nha quý vị. Cái ưng bịch nào là mình mua bịch đó 90.000 đồng giá. 9.000 đồng một ký. Đây. Cái này là chanh dây quý vị. Chanh dây nhìn cũng hấp dẫn quý vị. Chanh dây chứ có giá lắm nha quý vị. Lâu lắm rồi là
2 tháng nay bắt đầu có chanh dây rồi, giá chanh dây là cứ trên 20 ngàn thôi một ký thôi nha quý vị. Chanh dây này mà được giá ghê. Thương mấy người trồng cam với lại xoài Đài Loan nó bị rẻ cho chanh dây này, nó đứng cái giá này mấy tháng nay này. Lúc nào ở chợ đầu mối Hóc Môn cũng bán ra với giá là trên 20 ngàn hết. Hiện tại bây giờ chanh dây là 22 ngàn đồng một ký. Một bịch đó người ta bán cũng 5-10 ký vậy nha quý vị. Cứ 20 ký là 220 ngàn. 5 ký thì có 101. Có 1 ký 22 ngàn. Cái gì chơi? Khách hàng, khách hàng. Quá trời, xài keo kìa. À, thích xài keo chua hả? À, ông bán bánh trái. Ông kiếm xài vậy. khách hàng đi kiếm xài keo mà xài keo sống để họ bán bánh trái chua. Cho nước vô đó vậy không? Đây cái món xinh đẹp nha quý vị. Đi ở ngoài đường mà nhìn vô cái này là đi hết nổi luôn. Đẹp lắm nha quý vị. Bán cầu xiêm. Bán cầu xiêm xinh đẹp này là 30 ngàn đồng một ký. Thấy vậy chứ trái ký mấy nó cũng 40-50 ngàn vậy thôi quý vị. Có nhiều cái nó nhỏ rồi nó 1 ký hoặc là không tới 1 ký nữa nha quý vị. Ôi sao mà ta trồng khéo, nhìn thấy cái này thấy ham. Mùa nắng này mà dầm được đá ha quý vị, hết sảy luôn. Đó, giá bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn là 30 ngàn đồng một ký mảng cầu xiêm, nằm trong loại này nha quý vị. Đó là bên đây chanh dây, mảng cầu xiêm chanh dây có giá ghê. Chanh dây 22 ngàn đồng một ký, mảng cầu xiêm 30 ngàn đồng. Rồi củ sắn thì nó cứ nằm giá đó, 90 ngàn, 8 ngàn. Đây là ổi quý vị. Ổi đây là bán 4 loại luôn. Rồi anh dựng cái biển lên nè. Dựng cái biển lên là giống như cặp cọng ở sông Bạch Đằng hồi xưa vậy. Ổi trân châu, ruby, Đài Loan, nữ hoàng, 4 loại luôn. Có đủ hết nha quý vị. Thì ổi thì nó nằm vô cái dạng trong bịch vậy đó quý vị. Họ được bao bọc lại rất là cẩn thận vậy đó. Rồi ở đây mình không có thấy người ta làm mặt đó quý vị. Không phải mặt đó thì mình lại mình chia sẻ cái trái ổi nó đẹp, nó trắng như thế nào. Nhưng mà nó nằm chỗ dạng bịch vậy đó. Quý anh chị em bạn hàng đó, mình mua ổi thì mình cũng biết nó trồng nó như thế nào quý vị. Thông báo đến quý bà con nông dân của mình với miền Tây đó, được biết là cái giá ổi bán ra tại chợ đầu mối nha quý vị. Tại chợ đầu mối Hóc Môn á thì ổi Đài Loan á là 8 ngàn đồng một ký một bịch, 10 ký là 80 ngàn. Ổi nữ hoàng được bán ra với giá là 9 ngàn đồng một ký một bịch, 10 ký 90 ngàn. Ổi trân châu 10 ngàn đồng một ký, bán ra một bịch 10 ký như vậy là 100 ngàn. Có ổi ruby nó hơi cao giá nha quý vị. Ổi ruby là 13 ngàn một bịch là 130 ngàn. Rồi hết rồi đó quý vị. Vừa chị Nga là bán nãy giờ mình review là hết toàn bộ rồi, không còn thiếu món nào nha quý vị. Đó, mình review đổ một hơi hộp luôn mới hết, không thiếu món nào luôn. Thứ nhất là mình làm cái video này đó, gửi đến quý khán giả với anh chị em bạn hàng đó biết được lá vựa đó có kinh doanh những cái mặt hàng đó. Nãy giờ mình đó review rồi, cái giá mình cũng là chia sẻ mang tính chất tham khảo vậy đó quý vị. Rồi cũng đồng thời là chia sẻ đến bà con nông dân của mình ở dưới miền Tây đó được biết cái giá bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn, những cái mặt hàng mình đó đang trồng đang kinh doanh đó có giá là như vậy nha quý vị. Như chanh dây là 22 ngàn, là bán cầu xiêm là 30 ngàn. Đó, nghe nó đang lửa là hệ đó là hệ tương đối VIP.
giá nó ổn định quý vị. Bên này mảng cầu bên này á, cái này cóc suri, bên đây là dẻ. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.